chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Vision. Bây giờ mình có hai đặc trưng nè. Tại sao mình đến ở đây? À, nghe nói là hiện nay là có những quan ba đặc biệt nhá. Quan ba lên rung nè. Nên mình đến ở đây. Quá đặc biệt nè, ba đấy. Tt là mình biết là tt bia là bia tt là cái này không phải là bia tt là tt mà là bia vodka rẻ lắm. Một ly cocktail là 46.000. Thật rồi đó. Tm vodka. Này, mọi người thấy được không? Là phía trước là có chợ thanh niên này. Rất vui á. Tới rồi. Bây giờ là quá đông người á, hãy di chuyển nha. Tại vì là khu kia là không phải khu của X nha. Tất cả các khách hàng là người trẻ nha. Có thể là sinh viên à. Có sinh viên không? Tất cả các bạn ấy chắc chắn là quá trên 20 tuổi nha. Đúng không? Đúng. Ok. Quá xinh quá. Ok. 1, 2, 3, 2. Ngon quá. Là cái này là có ổi á, gà ba nè. Ổi á. Và cưng cổ là BQ là rượu đào nè. Nên rất ngon và đúng đồng dẳng nè. Và thoải mái nè. Và tươi nè. À, sự thật là ở đây là không phải là quán nhá, không có cửa hàng nhá, không phải là cửa hàng nhá. Em mình nghĩ là không ngon nhá, rẻ mà rẻ và giá là rẻ mà là không ngon nhá. Nhưng cái này một ly là 46.000 nhưng ngon nhá. Chắc chắn này giống như quán bar mà đây là lề đường á, bên ngoài là nên qua kinh nghiệm lần này là rất rất đặc biệt nhá, rất thú vị là hấp dẫn nhá. Nhưng bây giờ là nhiều người nước ngoài là chưa biết quán lề đường này á, nên chắc chắn hay đáng ở đây nha, chắc chắn là thú vị á, là vui á. Là sự thật là bây giờ Kazu đáng ở đây với xin sư kê á. Nhưng thật là ngóng đi đến ở đây với bằng ấy là người yêu, là người yêu ở đây cũng có quán lề đường khác nha. Nên mình mua bánh tráng trộm nha là cũng có là bánh mì á, là suy cáo á, là xôi gà á, hay là có nhiều loại món ăn nè. Là bốn dĩ mình không thích bánh chân trống, tại vì là cái này có program nè, là không ngon nè. Nhưng mà nhiều người Việt Nam nè thích là bánh chân trống nè. Yeah. Wow. Cái này ngon nè. Là có vị mặn nè. Nên chắc chắn nè, hợp nhau nè. Có cái rượu cái này nè. Đêm mê. Và diễn ngay nè. Diễn ngay nè. Không sao nè. Bây giờ là cuối tuần nè. Hôm say hôm về nè.
là mình nghĩ là nếu nhiều người du lịch đến Việt Nam thì chắc chắn là hãy đến Quảng Lê Đường Ba này nha. Tại vì là rất vui và rất hay, rất tốt nha. Tôi nghĩ là chắc chắn là một nhiều người đoán Quảng Lê Đường là hơi hơi dơ nữa, nhưng mình thấy đây là tốt nha, sạch sẽ rồi nha. Hiện nay là tôi rất buồn nè, tại vì là không đi đâu được nhá. Nhưng tôi nhận ra khu vực đặc biệt trên thế giới nhá. Đặc biệt nhất trên thế giới nhá. Nên mọi người hãy đến ở đây, chắc chắn là sẽ cảm thấy vui. Ok rồi. Ok rồi, nếu thích video này thì like, share và subscribe nha. Bye bye, 1, 2, 3, yo!